Rồi, hello anh em. Thì như là Minh đã đăng trên YouTube á, thì Minh nói là những anh em nào mà có xe độc lạ thì có nhã hứng thì Minh sẽ review cái xe độc lạ của anh em. Nói chung bây giờ kênh mình làm về xe mà, cái gì cứ có xe độc lạ anh em cứ nhắn Minh, hoặc là anh em qua shop Minh giao lưu, hoặc là anh em ở nhà thì Minh sẽ chạy qua giao lưu với anh em. Thì hôm nay là một người anh em đã xem kênh YouTube của mình có một chiếc xe mình cũng không biết gọi là cái gì, gọi là AB ADV hả, hay là cái này không biết gọi là xe gì đâu. Anh em thử đặt chứ, đặt tên cho xe này gọi là xe gì nha anh em. Ok anh em. Rồi, thì nãy giờ là anh em cũng xem clip của xe này rồi. Nhưng mà thiệt anh em, bây giờ mình nhìn trên cái xe này á, thì điều đầu tiên á là nó toàn là những đồ cũ xe phân khối lớn bỏ xuống không. Và mình cũng không biết là, mình theo mình dự đoán nha, xe này thì chiếc AB này, cái tiền đồ chơi á là bằng thêm chiếc AB nữa á, thậm chí có thể hơn á. Thì bây giờ mình sẽ mời anh chủ xe vô, thì anh sẽ nói thêm một số chi tiết về con xe này. Tại vì cái đồ chơi trên xe này mình nghĩ là nó nhiều tiền á. Và cái xe này á, nó sẽ đẹp anh em, nó nhìn nó vẫn ok nếu đối với những người mà thích ADV. Và cái anh này á, anh thích AB. Mình chia sẻ luôn là cái anh này anh thích chiếc AB, và anh muốn là độ nó chỉ là chiếc AB thôi, chứ anh không muốn nó là chiếc khác. Cho nên anh chia sẻ vậy đó, cho nên anh thích lên như thế này. Anh có thể vô giao lưu không? Cho em hỏi anh là đến từ đâu? Chào tất cả các bạn đến với kênh Minh Biker. Mình là Nhân Lui ha, mình đến từ Sài Gòn. Để em cầm cho anh dễ nói, giống như em là phóng viên phỏng vấn anh này đó. Thôi rồi, là cái này là đam mê của anh luôn ha. Cái này cũng là một phần đam mê, với lại cái mà mình để thể hiện một cái điểm nhấn của cá nhân mình. Nó khác biệt, nó kiểu như sở thích của mình đó ha. Anh em đứng bên, anh đứng bên đi cho nó rõ chiếc xe. Rồi, thì em thấy trên cái con xe này là nó rất là nhiều đồ chơi. Và anh có nhớ là cái xe này anh lên mang máng thôi hết bao nhiêu không? Nếu mà mang máng thì mình cũng không biết, chắc tầm 1-2 cái xác xe gì đó. Mình đúng rồi. Cái này mình cũng không rõ lắm, tại vì mình làm từng chút một, mình không phải mình lên tất cả cùng một lúc. Chính xác. Thì bây giờ anh em mình sẽ đi từ phần đầu đến phần đuôi ha. Quên chứ, theo như anh chia sẻ là anh nói là anh chỉ thích cái AB, và anh muốn biến nó thành một cái AB là nó độc lạ, đúng không? Mình muốn, mà tại mình thích cái style nó ADV một tí xíu, nhưng mà mình vẫn yêu thích cái dòng AB. Nên sẽ có nhiều bạn hỏi là tại sao không đi mua chiếc ADV luôn đi, nhưng mà mình chỉ thích AB thôi. Đó là chỉ có những người ta thì chỉ yêu với AB thôi, ta thích với AB và biến nó thành một xe chất riêng của mình. Rồi ok, giờ anh em mình đi tới cái phần đầu ha. Thì cái phần đầu nè, em quay kỹ phần đầu giùm anh được không? Sao em thấy cái góc này anh em có thấy giống mình không? Cái này nó giống con R1. Thôi để nếu mà còn R1 ở shop mình này nên thấy nó giống con R1 nè. Nhưng mà cái kính này là kính gì anh nhớ không? Đây là cái kính trên con XADV 750. Hai cái mé này nó giống như con R1 nè. Con này chắc mắc hơn, kính này chắc Kính này thì cũng không mắc lắm đâu, nhưng mà cái việc mà mình chế vô, chế mũ để mình gắn vô đó, thì sẽ hơi phức tạp hơn. Cái này mình mua tầm bao nhiêu? Cái này nguyên một bộ combo mà từ đầu bò cho tới kính này nọ luôn á, thì tầm đâu đó khoảng tầm hơn 4 đồng. Đây, muốn chế kính này là phải gắn thêm cái nhựa này nè, chế thêm cái nhựa này. Cái nhựa này là nhựa người ta chế mũ anh nè.
Rồi mỗi lần mà mình sửa chữa hay là làm gì là mình phải tháo máy này ra hả? À, cái này thì bên chế là họ đã thiết kế sẵn rồi, mình tháo chỉ có mấy con ốc này. Tháo mấy ốc này, đây ở dày có mấy ốc bắt rồi anh em thấy không? Đây, quay kỹ cái ốc à. Rồi tiếp theo là em thấy là một cái dàn khung chống đổ ha. À, khung này em thấy cũng mắc á. Cái này của ADV, cái này của xe gì ta? À, cái khung này là mình kết tâm riêng bên WeTest. Tức là mình đặt riêng bên đó là kết tâm riêng cho xe mình. Là mớ tiền nữa. Cái này thì cũng không có nhiều lắm, nhưng mà nó sẽ mất thời gian. Tại vì phải để xe lại ở đó khoảng tầm tuần lễ 10 ngày gì đó. Để cũng dài cũ chứ đâu phải rẻ đâu anh. Đúng rồi, nó cũng dài cũ chứ đâu phải rẻ đâu mà. Không, mất tiền cũng mắc á. Ở đây cái dàn là cũng được gọi là thiết kế lại. Cái dàn này á là mình đang đi đặc biệt ở chỗ là cái xe mình đang đi cái dàn bánh của NBX. Để đi cái size lớn hơn, cái size của AB Zin là bánh trước là đi size 110, bánh sau đi size 140. Là cái dàn này dàn bánh của NBX luôn. Đúng rồi, dàn bánh của NBX luôn. Hình như em nhớ là chuỗi Honda mà Yamaha là phải thay bạc đạn được phải không? Đúng rồi, mình phải làm lại cốt. Đúng rồi, em nhớ là vậy đó anh em. Hồi xưa mình cũng có chơi mấy xe nhỏ vậy là phải thay bạc đạn là nó không trùng. Còn cái này là cái dè của NBX luôn, nhưng mà mình phải chế mũ lại để cho nó khớp với những cái bánh. Đúng ra nãy giờ nhận ra không biết là cái dàn chân của NBX luôn hả? Đây cái đồ mắc tiền nè. Cái đồ mắc tiền đây là cái heo Rambo dây dầu này, mình nhìn là mắc lắm nè, tại cho phân có lớn là cái dây dầu không là cũng tiền không. Rồi con heo Rambo nữa mod lại rồi lên CNC nữa cũng mớ tiền. Cái này anh nhớ khoảng nhiều hơn 10 mấy củ luôn á. Cái này thì chắc cũng tầm chục đồng gì đó, tầm đấy. Rồi cũng tầm 10 mấy củ á, tại vì chủ xe lên lâu quá không nhớ, tại cái dàn dây dầu là không phải dàn rẻ đâu nè anh em. Rồi con heo Rambo cái bát CNC đặt người ta làm thôi cũng tiền không à. Cái bát không á, cái bát này không. Cái mình ở đây mình làm mình sót tiền nhất là cái bát. Tại cái bát đâu do mình phải kết tâm riêng cho cái xe của mình. Tại ít ai chơi quá nên cũng không có sẵn, nên cái bát nó giá trị nó gần bằng con heo. Đúng rồi, mắc lắm. Tại mình chơi xe mình biết làm mấy cái bát này tiền không, nó phải chạy máy CNC nhôm nghiên khối nè. Đây cái dĩa nè thì rất là đẹp, dĩa còn mướt, chủ xe rất là kỹ. Mặc dù hôm qua trời rất mưa. Đây cặp đèn chợ sáng, anh em thấy mình chơi phân khối lớn mình biết cái cặp này đâu đó 5 triệu á. Cặp đâu đó 5 triệu, cặp này rất là sáng. Anh mở lên cho anh em. À, tại cái này là mình đang đi bảo hành cái bộ mạch rồi. À không có mở được, không mở được. Rồi tiếp theo ha, cái này xe này nói hơi mở miệng, đồ chơi rất là nhiều luôn. Rồi tiếp theo là tay Rambo nè, cũng mớ tiền nè. Tay này bây giờ hiện tại nhiêu mình quên rồi, nhưng mà không dưới 10 triệu ha. Tầm 8, 9, 10 triệu. Tầm mới rồi đó, khoảng tầm gần 6 đồng. À 6 triệu. Là ổ bình dầu nó không phải bình dầu Rambo hả ta? Bình dầu của hãng Geostick. Mà nếu mà bình hầu Rambo luôn là cỡ chục triệu á, nếu mà không cái bình dầu của Zin của Rambo luôn thì giá nó không cao. Okay. Nó đâu đó khoảng tầm 5 tỷ tầm ấy. Mình đèn soi cơ. Rồi, bên đây là TWM. TWM nè, đó. Quên, cứ review mô tô cái tưởng tay là tay con cứ bóp hoài. Ai giờ tay thắng nhớ sườn sườn nó khỏi cứng rồi, nhớ lại là tay thắng. Nhiều khi nó lộn. Rồi đây, mấy cái này nữa, mấy cái lặt vặt giống như bảo vệ tay lái rồi nè, rất là nhiều. Cái giá đời điện thoại cũng mắc tiền đó anh em. Nhìn vậy chứ cũng không phải có rẻ đâu anh em ơi. Rồi đây cái baga này là anh làm riêng hả? Đây cái baga nè. Baga này là mình cũng làm riêng luôn. Baga này cũng làm riêng luôn. Nó có đầm chầm hít nè. Đúng rồi, để cho nó chống rung đó mà. Để nó chống rung, tại cái này mình chưa có dán lại á. Nó chống bị rung rè khi mình chạy. Rồi móc chìa khóa. Rồi đây có cuộn đi trong nè. Cái này là cuộc Racing Boy, mình chỉ dán cái tem đi trong thôi. Ồ, dán tem đi trong hả? Cái này là cuộc Racing Boy. Nên là mình hay nói vui với mấy anh em, đây là cuộc Nichon mà mod Racing Boy. Nhìn cũng y chang Nichon luôn á anh em. Nói chung là dáng đồ nhìn nó sắc sảo. Tại vì mình không có am hiểu về cái phục tay ga này nhiều á. Nó nhìn anh em nào có mod thì bắt chước ảnh mod theo nha. Chứ mà cũng mới tiền á. Đây là cái cản nữa nè. Đây là cái cản rồi ảnh lên mấy cái đồ inox nè. Cái đồ này AB Zin làm gì có. Cái đó Zin AB có. Chỉ có mấy cái ba ga mấy cản này là mình phải. Ồ Zin AB nó là inox luôn hả anh? Đúng rồi. Ủa hay vậy ta? Nghĩa là nó có bán đồ chơi lắp led này lay cho AB.
À là cái xe mua hãng nó màu đen, nó không đúng có rồi, đúng rồi, còn đúng cái rồi. Này là anh phải mua riêng. Đúng rồi, đúng rồi. Thì cũng là gọi là đồ chơi rồi, nó cũng gọi là đồ chơi rồi. Trời, tưởng AB mà trang bị phục cái chân chống inox này là mình thấy nó rất là xịn sò luôn á, tiền không. Đấy thì cũng inox mà. Inox thì nó sẽ không bị oxy hóa nhiều bằng cái kia, đi thời gian nó không có bị ấy. Xe thì em thấy chủ rửa rất là kỹ cho anh em mặc dù trời mưa. Rồi anh còn mod cái gì mà anh giấu đúng không? À đây đây giấu à. Đây là cái bô. Bô Yoshi. Đó, lên cái bô này chắc nó cũng ồn á. Để lát nữa mình đề máy thử nghe xem rồi anh có mod cái gì giấu ở trong xe rồi nó không? Có gì giấu không? À thì máy. Máy con này đã làm máy rồi. À làm máy bao nhiêu ra? Con này nếu mà tính phân khối tầm ở đó 180. Là anh lên cái gì bô xăng lửa hả? À, mình hay lên là... phun trái 63. Phun trái 63 luôn. Tức là phân khối ra thì khoảng tầm 180 phân khối. Thì ra là xe này không những có ngoại công thâm hậu mà cũng có nội công luôn em. Mình thấy nghi nghi hợn kia. Ủa để cho nó kéo được cái dàn chân, tại vì mình nó thay cái dàn chân lớn rồi thì nó phải kéo nổi cái thấy dàn chân. Thấy có cái bô mà nó phải có cái gì đó. Ở đây 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 mà mới thấy lộ là cái gấp. Có... Ủa. Cái gấp thì vẫn là gấp zin. Gấp zin luôn hả? Nhưng mà mình phải chế làm sao mà để đi được cái bánh của thằng đã biết vô, tại cái khung của thằng AB nó rất là nhỏ. Nó nhỏ lắm. Cái tiền đồ chơi thì em nghĩ cái tiền đồ chơi thì em không tính, nhưng mà cái tiền chế rất là cực. Chắc phải biết rất là lâu ngày mới hoàn thiện thành chiếc xe này. Đúng rất là lâu đi luôn. Tìm hiểu rất là nhiều chỗ để làm sao mình thấy cái chỗ nào mình đồng ý mình lên cái ý tưởng á. Mình rồi phải rồi. Tại vì chưa ai làm đúng làm rồi. Cái phong cách này cả. Nên mình kiểu như là người đi tiên phong thì mình phải mình là có những bài học. Cái này là phải chế cái gấp nè, nó cũng làm cũng cực lắm nè. Canh đồ tùm lum hết, nói chung là canh để cái bánh nó nhẹ như vậy là cũng rất là khó luôn. Rồi. Ở này thì mình cắt bỏ về. Mình cắt bỏ về mình chế mũ. Hỏi ai à, anh ra cái về nó là dính liền luôn, cái đuôi luôn. Nên là mình cắt bỏ là rồi. Mở phải chế mũ lại. Mình cho em hỏi này cái độ gì đi có bị hay bị giao thông khỏi là không? À, cái này cũng may mắn là mình đi chưa từng bị bao giờ. Chưa bị luôn hả? Vậy là cái có thể là do là mình nghĩ là chắc là do cái cách mình chạy. Mình chạy lịch sự đúng lịch rồi. Người ta thấy mình chạy lịch sự người ta cũng không kiếm chuyện đâu. Đó nhiều anh em hỏi là chạy xe mô tô độ rồi có bị công an bắt không? Đó cũng hên xui là do mình chạy. Bây giờ anh em chạy chiếc xe zin mà anh em quỉnh chạy lẹn lách 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 ta thấy ta cũng ghét. Còn mình chạy cái xe độ, mình chạy đèn quèn lịch sự thì người ta cũng ít hỏi mình lắm. Rồi bây giờ sẽ cho anh em nghe tiếng bô và cái phần nội công của xe nó nha. Này cũng sửa mắc cây giống như xe bình thường của mình ha. Sửa mắc cây. Này chắc là để chỗ cái mic chắc để phía đằng sau cái bô xíu rồi. Sợ nó. Rồi. Để mình giọt thử khúc chỗ này thử nó mạnh không. Mà cái xe này thì nó thường nó sẽ cái tua mà nó kéo mướt đi á là tầm từ 50-60 cái lên đó. Còn mình nếu mình chạy chậm quá thì vẫn chưa cảm nhận được cái độ của nó. À, cái đồng hồ này là nó bằng cái GPS luôn nha. Nói chung nó lực á nè, nó lực á. Con này mà em nghĩ đi phượt. Ok, anh có đi phượt chiến nào vậy? Có đi vài tỉnh gần gần đây rồi. Rồi cái này mình đi hàng ngày luôn mà. Anh em phải thử ở ngoài anh em mới biết được là nó mạnh như thế nào. Ga đầu nó rất là mạnh. Sao em thấy nó hơi cao hơn mấy con AB thường ta? Tại vì cái yên thì làm lại nó cao hơn chút, với lại đi cặp bánh nó lớn hơn rất là nhiều. Đúng luôn. Rồi, em thấy nó cao hơn nhiều. Ngồi cái dáng này là đã có kéo gấp đi rồi á. Kéo gấp nó sẽ thấp xuống mỹ rồi. Khi mình ngồi lên con xe này đó, mình thấy là chủ xe bảo dưỡng khá là tốt anh em. Chén cổ nó nhẹ lắm. Có điều xe nó hơi cao á, anh em mà cỡ 1m6 rồi chắc ngồi cũng chơi với á chứ không phải giỡn đâu. À.
mạnh lắm, anh em chạy ngoài biết mà kéo ở ngoài thì mạnh hơn. Rồi, nói chung là để mà lên một con xe này là thì cũng thiệt hại rất là nhiều. Mà nói chia sẻ với anh em là khi mình lên một con xe á, thì ví dụ sẽ có người ta không thích kiểu dáng này đúng không anh? Sẽ có người nói mình là tại sao AMG để nó đi mà lên chi tốn kém, rồi mình mua thêm, ví dụ cái giá tiền này mình mua thêm chiếc AMG nó mình đi cả đời, như người vậy ta sẽ bình luận vậy. Nhưng mà đối với những người chơi xe á, anh em, kể cả những chiếc xe anh em thấy ngoài đường, cũng như có một chiếc xe mà ông kia ông sơn màu vàng hết luôn, sơn vàng hết rồi, mạ vàng hết luôn, nhiều người không thấy thích. Nhưng mà riêng cái bản thân người chơi xe á, anh em hình dung cái bản thân người chơi xe giống như mình, giống như là anh chủ xe đây, thì khi mà lên cái con xe tâm huyết vậy á, mình thấy nó hay, nó gọi là nó theo cái sở thích của mình, mà mình đi chiếc xe đó mình cảm thấy mình thoải mái đúng không anh, mình thấy nó vui, mình cảm thấy khi mà mình độ những cái này lên nó hoàn thiện, mình thấy là nó thỏa mãn cái bản thân của mình. Thì mỗi người mỗi đam mê, giống như có một số anh em là mê nuôi cá, một số anh em là mê nuôi chim, một số anh em là mê đá gà, cũng một số anh em là nuôi gà 45 kg. Do mỗi người mỗi đam mê, những cái đam mê nó cũng đam mê nào nó cũng tốn kém, nhưng mà cái đam mê xe này nó cũng tốn kém, nhưng mà tốn kém vừa phải. Ví dụ anh em mua nuôi gà 45 kg thì nó sẽ cho anh em cái cảm giác feeling trời cho, đúng không? Nhưng anh em cũng phải tốn tiền đó, anh em cũng phải nuôi rồi này nọ, anh em phải tốn tiền, tốn sức nữa, tốn sức khi mỗi khi đêm về trời lạnh đến, mưa gió đến. Còn như anh em tụi tôi là đam mê xe thì nó tốn trong cái khuôn khổ thôi, nhưng mà mình chạy chiếc xe mà mình đảm bảo anh chủ xe anh cũng rất là tự hào khi mà một cái sản phẩm mà anh lên anh chế, anh em thấy không, chế cái dàn chân, cái tiền đồ á, tiền thì ai cũng mua được anh em, tiền thì ai cũng bỏ tiền ra mua được, nhưng mà để mà chế mà mod những cái thứ mà lên cái con xe của mình á thì nó gọi là tốn thời gian. Cái này là nó mới gọi là xe tâm huyết nè anh em. Nhiều anh em á, mua chiếc xe về không có lên gì hết, anh em để xe zin, anh em kêu là xe tâm huyết, anh em muốn bán lại. Không phải, anh em sai cái từ tâm huyết. Cái tâm huyết là mình dồn hết cái tâm và công sức tiền bạc mình vô chiếc xe mới gọi là xe tâm huyết đó anh em. Ảnh phải chế nhiều thứ, rồi chế dàn chân lên, rồi phải nghiên cứu cái này, nó nghiên cứu nhiều thứ. Cái này là ảnh rất là tốn thời gian. Ồ, anh cho em hỏi thời gian mà anh lên hết hoàn thiện con xe này khoảng bao lâu? Cái này là ra là mình đã đi cái version 1 trước rồi, rồi mới lên cái version 2. Cái thời gian mà mình làm á, mình làm nhiều chỗ khác nhau, thời gian làm từ version 1 lên version 2 thì đâu đó khoảng tầm 1 tháng. Dạ, chưa tính thời gian mình lên ý tưởng nha, lên ý tưởng mình tìm hiểu, mình chưa tính thời gian đó. Dạ. Rồi. Thì hôm nay em cũng cảm ơn anh đã giao lưu với kênh. Đó thì mình cũng có một phần quà nhỏ nhỏ tặng ảnh, đó là cái áo của kênh mình Biker, nhưng mà ở đây sát bên nhà không có, lát nữa anh em mình về giao lưu sau đó. Ở này mình giao lưu xe đó, thì ở phần quà nhỏ nhỏ giao lưu với kênh nha anh em. Thì anh em nào mà cảm thấy mà mình vui vẻ thân thiện, muốn giao lưu thì có thể là anh em bận á, anh có thể anh bận thì em sẽ tới nhà anh, mà anh rảnh thì em tới em cũng được, mà anh bận thì mình sẽ tới nhà anh em để mình review cái xe độc lạ của anh em, để cho mọi người xem kênh đó, người ta còn coi được nhiều chiếc xe, không phải là xe zin giờ ta coi chén, là ta coi nhiều xe nó có thiết kế lạ lẫm đó, để cho anh em coi và tham khảo thêm. Rồi cảm ơn anh em nhiều, rồi giờ anh em mình về shop giao lưu ha. Rồi cảm ơn Minh rất nhiều. Dạ. Chúc Minh và kênh ngày càng phát triển. Dạ, bữa nay là ảnh qua shop mình giao lưu. Rồi cảm ơn anh em nhiều ha, chúc anh em xem kênh thì là nhiều sức khỏe nha anh em, sống hết mình với đam mê nha. Chưa? Rồi đây là cái món quà anh em giao lưu. Đây giao lưu kỷ niệm đó, coi như là anh em mình từ hai người mà không quen biết, nhưng mà nhờ chiếc xe mà kết nối thành là những người quen biết với nhau đó. Sau này anh em lỡ đi ra đường hay là cái gì đó mà gặp nhau hú rồi vui vui lắm anh em. Nói chung chơi xe nó là vậy đó, chơi xe là gắn kết đam mê. Những anh em chơi xe chân chính là gắn kết đam mê vậy đó, thì anh em có lòng qua giao lưu với mình thì mình cũng gửi cho anh em món quà kỷ niệm, nhớ giữ kỷ niệm nha anh. Rất là đẹp, hợp với tướng luôn. Này size vừa, em còn duy nhất cái size bự à, chắc mai mốt á là xin phép với anh em xem kênh là em sẽ đặt là lại một cái mẫu mới. Cái mẫu này là mẫu cũ rồi, em sẽ mặc mẫu mới là sau lưng là nguyên chiếc xe mô tô bự luôn.
rồi có logo của shop rồi, nguyên chiếc xe mô tô bự luôn đó. Còn cái mẫu này mẫu một năm trước rồi, còn giờ bữa mình sẽ về cái mẫu mới nha. Khi mà hết mẫu này rồi, mẫu này bắt đầu hết size này rồi nè, chuẩn bị là mình chuẩn bị là hết size size chung luôn. Nếu mà chuẩn bị gần hết là mình sẽ đặt một cái mẫu mới để giao lưu với anh em, lại giao lưu lại anh em mua bán xe bên mình nữa. Rồi em cảm ơn anh nhiều nha, lần nữa cảm ơn rồi. Ok, bữa nay giao lưu rất là vui nha anh em. Đó, ok anh em.